nơi về muốn nơi. Đi luôn hả? Đi luôn hả? Ê, dạ, 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 chưa được. Thôi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến hai MC tài năng chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Gửi lời chào trân trọng đến những khán giả có mặt tại trường quay hôm nay và chàng trai bên kia chiến tuyến. Em tên là Phạm Thị Nam Phương. Tháng vừa rồi thì em 29 tuổi, nhưng tháng này em đã 30 tuổi. Rồi. Dạ, hiện tại thì em đang làm bất động sản tại Bình Dương và em cũng ở Bình Dương. Thì mục đích em đến chương trình hôm nay hy vọng có thể là đem được một chàng rể thảo về nhậu chung với bố em cho vui. Trời ơi, dễ thương quá. Bố nhậu dữ lắm hả? Dạ không, tại vì thấy nhậu một mình buồn quá. Rồi. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia giới thiệu. Em tên Phạm Khoan Nguyên, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em năm nay 35 tuổi, cũng đang muốn kiếm một nàng dâu cho mẹ. Quê mình ở đâu, đang làm công việc gì em? Em ở Củ Chi, em làm công ty thương mại về bao bì giấy, bao bì nhựa. Công ty của mình luôn hả? Dạ, em ở công ty của mình luôn anh. Trời, giỏi quá vậy ta. Quá ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, có khiếu hài hước. Khi đến chương trình á thì người nhà với là bạn bè cũng có khuyên là thôi đến chương trình đừng, mày đừng có hát nha. Nhưng mà nói chung nhân dịp hôm nay để cho dễ thoải mái, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, mình cứ thể hiện tài năng của mình đi. Đúng. Dạ, để cho chương trình thêm vui vẻ thì em xin tặng mọi người với chàng trai bên kia một bài hát. Trước khi hát thì em cũng xin gửi lời xin lỗi đến tác giả, tại vì em có sửa lời bài hát mà không có xin phép. Rồi. Là cô gái hay thả tinh bay lung tung, bay linh tinh, làm cho tim anh thẫn thờ. Bao ngày nhớ, bao ngày mong. Em cao 1m5, lòng cộng phân quốc thêm 5 phần. Anh ơi có yêu em không? Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì em xin thôi chuyện mẹ cha. Xin rước anh về làm chồng nha. Thương anh để lâu chắc ba đành đòn. Thôi anh ơi ta cưới nhau nha. Ai hi 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 ha ha. Dễ thương. Em ơi, giờ anh cũng hát tặng em một bài ha. Rồi, làm luôn. Ngộ kỳ thời, con kiến mới leo dây. Nam mô di bố phụ, gặp mặt nhau đây. Chúng này hẹn hò thi chung sắc son. Em ơi, anh vẫn chờ. Em chờ. Rồi, xong. Để anh về thôi với mẹ. Ra duyên ta cưới liền. Cặp này tôi thấy sướng rồi nha. Rồi còn điểm mạnh gì nữa không? Hay có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu là em nấu ăn vạn người chê. Em kén ăn, mà cái kén ăn của em hơi kỳ. Có nghĩa là em ăn bún bò chứ em ăn phở bò. Em ăn bò xào chứ em ăn lẩu bò. Rồi em ăn bò nướng chứ em không có ăn cháo bò. Chị chóng mặt quá. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Dạ, với lại là em nghĩ em có một cái khuyết điểm mà em nghĩ là em ế từ năm này qua năm nọ, mà ế truyền kỳ luôn. Em có một cái tiêu chí chọn bạn trai, em tự đặt cho nó là cái tiêu chí 2X. Ví dụ như là về nhắn tin, em đang làm gì đó, không giấu. Một gạch chéo là 1X rồi. Rồi. Hoặc là sử dụng ngôn ngữ tin cóp. Giống như là em đang làm gì đó, em quá, ăn cơm chưa, ăn cơm, cơm mà chưa ra, gạch chéo. Nếu mà qua được cái gạch chéo đầu tiên, sẽ đến cái gạch chéo thứ hai. Thì gặp mặt, thì thường gặp mặt á là em gặp mặt em sẽ tạo cho bạn đó một cảm giác nó thoải mái, để cho khi mà con người ta thoải mái thì người ta sẽ bộc lộ một phần cái tính cách con người ta ra. Đầu tiên là hút thuốc, gạch chéo. Rồi, em gạch hoài, chắc em gạch hoài hay chị em ế hoài vậy, ế. Rồi, thứ hai là nổ. Gạch chéo. Gạch chéo. Thứ ba nữa là nói chuyện kiểu như là có xem cho tự chỉ bảy á chị. Gạch chéo, rồi không ai có thể vượt qua được cái gạch chéo thứ hai. Rồi, ế luôn. Ế. Hiểu. Còn em trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Em thì em chịu khó lắm. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lúc trước thì em ở bên chính. Em chưa có nhà mà em chạy qua Củ Chi em mua nhà. Em thấy nhà xấu quá, thành ra phải đổi cái nhà. Cái em đổi được cái nhà, cái em đặt xin tiền mua cái cái nhanh nhạy, năng động của mua cái nhà lớn, cái em bán đất rồi mua xe hơi. Quá giỏi. Cái giờ thấy xong giờ kiếm vợ. Còn điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì giống như là em thích công nghệ quá, thành ra người nó cũng khô khan. Anh thấy em cũng đâu khô gì đâu. Rồi bây giờ mình nói chút xíu đi, tình trường đi em gái. Tình trường thì em trải qua 3 mối tình. Một mối tình từ thời đại học, em quyết định về quê. Bạn ở lại thành phố thì dần dần hai người ít gặp mặt nhau. Còn mối tình thứ hai là từ hồi mà em đi làm gần nhà. Thì nói chung cũng mai mối cho một cái anh đó. Thì nhà anh đó thì
nói chung là giàu có, nhưng mà em thấy là ảnh không có chí tiến thủ, không có hướng gì cho tương lai gì hết, ảnh chỉ có đi chơi vậy thôi. Chia tay luôn. Em cũng rồi cuối cùng thì cũng gần đây cũng có một mối tình, nhưng mà nó cũng kéo dài 2-3 tháng, cũng theo tiêu chí 2X này em cũng loại rồi. Rồi xong. Bên trai bên kia mấy mối tình em? Em thì có 2 mối tình, nhưng mà mối tình sôi động nhất của em thì cũng cách đây 7 năm rồi. Chị Cát Tường, cái thời điểm đó thì em cũng mới mua nhà thôi, thành ra chưa có ổn định, chưa có tự tin để lập gia đình, sau đó thì cũng không có gặp được ai. Em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em thì thích bạn gái của em hiền lành, ngoại hình dễ nhìn, cao trên 1m5, da trắng tí. Em thích tiếp giống như bạn Lâm Vĩ Dạ đó. Lâm Vĩ Dạ hả? Bạn gái thì chung là tiêu chí cũng biết nãy giờ cũng nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà về ngoại hình á thì em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, ngoại hình thì cao 1m7, tính điềm đạm, có công ăn việc làm ổn định, với lại đặc biệt là không hút thuốc, tại vì em chịu không được mùi thuốc lá. Ở Bình Dương thì càng tốt. Chào em. Đi qua cầu là tới. Em cao mét mấy? Em 1m61.3 phân. Trời ơi, đo kỹ dữ vậy luôn á hả? Rồi mình có hút thuốc không? Em không hút thuốc, không uống rượu. Nói chung em chỉ có mê là mê máy tính thôi chị Tường. Thì cũng được. Khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì thích đi ngay đi luôn, thành ra chừng nào cũng được hết. Ngay giờ luôn, lúc nào cũng được hết, mọi thứ sẵn sàng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại em đang sống với ai? Em sống với mẹ em, nhà có 2 mẹ con, em con một. Thì lấy vợ về là sẽ sống chung với mẹ, sẽ làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ăn thua tình yêu em đủ lớn hay không để thuyết phục bạn gái ha? Mình kiếm một công việc gì đó nó phù hợp cho bạn gái gần nhà là được. Cái đó được thôi chị, tại đúng em không? Thì em một mình em set up công ty mà. Rồi tốt. Dễ. Vậy là hợp lý rồi đó. Yên tâm nha. Anh nghĩ bên đàn trai quá ổn rồi. Bây giờ đến qua coi mắt đàn gái coi sao nha. Dạ. Chào em gái. Chào anh. Dạ. Mình làm dâu tốt quá đi chứ em. Anh nghĩ rằng là nhà con một mà anh bên đây cũng hiền khô à. Dạ em nghĩ nếu mà với quan niệm làm dâu thì ngày xưa thì còn sợ thôi. Chứ ngày nay thì suy nghĩ hiện đại hơn rồi. Quan trọng là vợ chồng em đến với nhau có ở được dài lâu hay không. Em với anh này mà hợp nhau á thì em cũng có thể làm dâu được. Được, anh nghĩ được. Quan trọng là mở ra em với anh có cảm xúc gì với nhau hay không. Vậy thôi. Anh nghĩ rằng có cảm xúc đó. Dạ, em có hy vọng như vậy. Ừ. Vậy bây giờ nhìn thử cái hình hồi nhỏ đi. Đó. Rồi coi có cảm xúc hay không là được liền. Đó. Đẹp trai không? Coi đi, coi đi. Thấy chưa? Ngon lành chứ bộ. Hồi này lúc này mấy tuổi hả anh? 15 tuổi. Cái ông 15. 15 tuổi, dạ. Được không em? Dạ nhìn giống trai Hàn Quốc á, em cũng thích Hàn Quốc lắm á chị. Bây giờ bị tàn phá hơn nhiều rồi cưng. À vậy hả? Rồi, có hình bằng nữ không? Rồi cho bằng nam coi luôn. Đó. Xinh không? Xinh nhìn dễ thương. Được rồi. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bố. Dạ chào chú. Bố đẹp trai quá ha. Chào MC Quyền Linh Tài Ba. Xin chào MC Cát Tường Duyên Dáng. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả trên trường quay hôm nay. Thì Phương ơi, thì bố thấy thế này, đến đây thì con cứ trải lòng, không có gì không thể khi mà mình có ý chí quyết tâm. Thì đối với lại cháu trai bên này á, thì bố thấy thì con người cháu thì cũng là rất là trưởng chạc. Thứ hai nữa là cái chịu khó làm ăn, sau này chắc xây dựng gia đình thì cũng là có trách nhiệm, rồi cũng có cái chia sẻ. Nếu được á thì hai con sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà thành công, có kết quả sau này thì chắc gia đình mình lúc nào cũng vui như Tết. Dạ, chắc không. Cảm ơn gia đình. Em đi với ai? Trời. Em đi với mẹ với lại dì em. À, chào cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Nguyên, hôm nay ủng hộ con trai đến đây tham gia chương trình. Nói riêng với lại cháu Phương, không sợ gì đâu. Chúng ta sẽ là người nhà. Người nhà thì sẽ thương yêu nhau, không lo lắng một điều gì hết. Cô sẽ ủng hộ con hết. Hay dạ, quá. Cảm ơn cô. Bây giờ vậy nè cô. Cô với cô bên đàn trai, hai người đứng lên giao lưu chút đi đó. Mình bắt tay nhau cái đó. Đi anh chị. Biết đâu sau này cô là su gia đó. Đó, bên đàn gái, đàn trai gặp nhau. Đàn trai nói chút xíu với đàn gái đi. Xin chào hai anh chị. Có thể gọi hơi sớm một chút. Chúng mình sẽ là su gia với nhau. Tôi rất là mong muốn cái điều này. Rồi anh chị cũng yên tâm. Gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con thôi, mà tôi cũng rất là dễ chịu, không có gì phải lo lắng cho cháu hết. Xin cảm ơn chị. Rồi bên đàn gái nói chút đi. Thật sự là
tôi cũng rất vui và phấn khởi đến với chương trình này. Thì tôi nghĩ cái chương trình này phải thêm được một cái cụm từ nữa, chương trình là nhịp cầu nối những bờ vui và hạnh phúc. Tôi cũng có xem qua cái chương trình này thì tôi thấy là rất ý nghĩa, tạo điều kiện rồi cho các đôi lứa được coi như là giao lưu với nhau. Thì cũng nhờ coi như MC Quyền Linh, MC Cát Tường mát tay, tôi xem tôi rất thích. Mà mỗi lần xem là tôi té ra mấy túi nữa. Hồi nãy Quyền Linh khen tôi đẹp trai đúng không? Nhờ cái chương trình như đấy. Vâng. Thôi thì bây giờ nói chuyện về người nhà mình. Thì nếu mà các cháu sau này mà tìm hiểu thì cũng mong được cái sự giúp đỡ có thể đối với gia đình để cho các cháu có cái thời gian tìm hiểu với nhau. Thì cũng... Tôi đồng ý ngay. Dạ, dạ. Cảm ơn hai gia đình ạ. Rồi bây giờ gia đình là ủng hộ nhau hết trơn rồi ha. Yên rồi, tâm mẹ chưa? Chồng quá dễ thương luôn, thấy chưa? Mở rào. Bây giờ chuyện còn lại là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Rồi xin mời hai bạn. Dạ em hôm nay nhân dịp đến chương trình thì em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Đây cũng là thông điệp em muốn gửi đến anh. Anh đọc 4 câu đó là thông điệp em gửi ra anh hôm nay. Những sóng gió cuộc đời xin em đừng gục ngã. Anh sẽ làm tất cả chỉ cần ta yêu nhau. Anh thấy rất thích về ý nghĩa. Cảm ơn anh. Ngoài cuốn sách này thì em cũng có một cái món quà này chỉ dành tặng riêng cho anh thôi. Anh chú ý lắng nghe em. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay không cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Đi luôn hả? Đi luôn hả? Ê, dạ, dạ, chưa, chưa, chưa được. Dạ, em quên, em nhập tâm quá. Ngồi, ngồi đi cưng, chưa dạ. Đâu, chưa có đi rồi. Được đâu. Chưa bấm nút rồi, rồi đi rồi. Anh biết Khiêu Vũ có thể mời em Khiêu Vũ. Khiêu Vũ hả? Dạ. Em không biết Khiêu Vũ, anh không? Chỉ em dạ. Anh chỉ em cũng được ha. Dạ. Cần nhạc không? Rồi, cho em bài nhạc Rumba đi. Rumba, vô. Trời ơi, sao khổ quá, chóng mặt quá à. Hồi cổ xỉu giờ. Thôi về luyện thêm. Cặp này về vui rồi nha. Vui. Rồi cảm nhận về nhau đi hai bạn. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Thì anh thì hơi thấp á, thì theo em thì thấy có hợp với lại cái ý nghĩ ban đầu của em không? Dạ thì nói chung qua bên kia thì em nghĩ anh khác lắm. Tại nhìn cái hình á, thì em nghĩ là anh hơi cao nhưng mà to có đen có liền có nhưng mà thơm, hơi thơm, không có hôi, thơm. Thì anh thì anh cũng vậy, tiếp cận em mà anh cũng thấy ok không, thấy nhẹ nhàng. Rồi bây giờ chuyện hẹn hò mình như thế nào nè, một tuần gặp nhau hẹn hò đi chơi cái nhau bao nhiêu lần? Công việc của em thì thường cái thời gian rảnh của em sẽ như thế nào? Em thì bất động sản thì nghề của em nghề tự do nên em cũng rảnh nhiều. Ví dụ như sáng thì em đi làm giờ hành chính là đến 5 giờ thôi. Nói giờ hành chính vậy thôi nhưng mà ngành của em xem nên chạy bên ngoài thôi. Hai bạn hãy nói một câu gì đó thật tình, trong lòng mình nghĩ về đối phương lúc này như thế nào để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Anh thì đến chương trình thì anh cũng có mục tiêu rõ ràng, thì thấy em cũng có mục tiêu cũng tốt, mình hợp với nhau thì hãy cho nhau cơ hội, rồi sau chuyện gì tới thì cứ tới mà tới nhanh cũng được. Dạ. Em nói chung là nào giờ khó nào giờ rồi thì thôi coi như là đây là một cái cơ hội đấy, cho tự cho mình một cái cơ hội, cho anh một cơ hội, cho em một cơ hội và cho chúng ta một cơ hội đi. Đúng rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Rồi chúng ta đã có một khoảng thời gian ha, ngắn nhưng cũng vừa đủ để tìm hiểu nhau, trò chuyện với nhau. Bây giờ cái quan trọng là sự quyết định của hai bạn, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nhé. Chúng ta nhắm mắt lại, nãy giờ mình có thể nói chơi vui, nhưng bây giờ là phút thiêng liêng nhất, kiểm tra con tim một lần nữa nha các bạn. Tim rung động thì bấm, không rung động
để dành cho người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau nào. Đó. Bây giờ xin hai bác đi. Bắt đầu từ hôm nay mình chính thức hẹn hò với nhau. Hứa với hai bác những điều gì? Dạ, con xin phép hai bác chồng sẽ hẹn hò với em sau này. Nếu có thành đôi cũng sẽ quan tâm, lo lắng cho em. Cũng gắng noi theo gương của hai bác. Rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để tặng các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Gửi tặng hai bạn, đây là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng, đến từ Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Rồi đây, giỏ hoa của bạn đây, tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Rồi, chúc mừng. Chừng nào rảnh nữa mời anh. Đây, cuốn sách kìa, ghé ghé tạc ngang lấy cuốn sách. Em sống với hiện tại thôi. Những gì ở quá khứ thì em sẽ cho qua. Hơi nhát gái chứ không có nhút nhát. Tại sao ế dữ vậy, ế lâu vậy? Dạ, tại em chờ hoài mà không thấy bạn gái nào rồi em đi chơi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi, rất là vui ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái. Rồi, bây giờ bạn nam giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Rồi em. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Dạ, em là Nguyễn Văn Huệ. Em sinh năm 1992, là năm nay 27 tuổi, quê em ở Hải Dương. Dạ, em làm ở Nhân Trạch và em làm bảo trì máy móc. À, đúng rồi, trai tên Huệ, đàn ông ghê luôn á. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Tường ạ. À. Chào anh Linh. Em là Thu Thuyền, hiện đang làm phụ trách kinh doanh tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Quê mình ở đâu Thuyền? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi ạ. À. Em sinh năm 94 ạ. À. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thuyền? Em là một người hòa đồng chị, dễ giao tiếp, cũng khá là tự tin. Em là một mẫu người, em sống với hiện tại thôi. Có nghĩa là những gì ở quá khứ thì em sẽ cho qua. Em luôn sống theo hướng tích cực. Ừ. Còn điểm yếu của em thì hay quên, đi ra ngoài rồi nhưng mà đi một đoạn đường xong rồi sực nhớ không? Nhớ là hình như là em có khóa cửa nhà hay chưa, xong rồi em lại dòng lại. Tức là em nhiều lúc em hay bị hay quên như vậy. Có một cái điểm yếu nữa, em thường hay thức khuya. Em hay đọc tin tức khoảng tầm hơn 12 giờ đêm em bắt đầu ngủ. 6 giờ là em dậy bắt đầu công việc và đi làm. Mà mai mốt cố gắng ngủ sớm xíu cho đẹp da, giữ sắc, dạ, sắc đẹp. Chứ phụ, dạ, nữ sau này lớn chút xíu nữa nó mau xuống lắm. Mình phải ngủ cho sớm, dạ, nha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì, Huệ? Ưu điểm của em là em có thể làm được các công việc trong gia đình. Nấu ăn, rửa bát, giặt đồ gì á. Dạ, điểm yếu của em là ít nói và... nhút nhát đúng không? Hơi nhát gái, nhát gái chứ không có nhút nhát. Em nói chuyện có vẻ hơi chậm, công việc em làm có chậm không? Dạ, cũng tùy công việc, có việc thì chậm, có việc thì nhanh chị. Sao nói nó cứ rề chậm chậm nhỉ? Em sao? Nói chung cái gì em cũng chậm hết đó. Về cho nó khỏe đi. Dạ. Tình trường thì sao? Chính thức là em chưa có quen ai hết á. Và chưa một lần hẹn hò. Lý do tại sao ế dữ vậy, ế lâu vậy? Dạ, tại em chờ hoài mà không thấy bạn gái nào rồi em đi chơi. Em chậm quá, em phải thấy, em phải tấn công, em rủ người ta. Em phải rủ người ta chứ sao ta rủ em được. Ngồi chờ chết rồi. Hồi đó giờ có rủ ai chưa? Dạ, chưa. Đó, thấy chưa. Em có thấy rung động với một ai chưa? Dạ, cũng có mà... sợ bạn là sợ bạn có người yêu rồi. Bên đây tình trường sao cưng? Em thì đã trải qua hai mối tình. Cái tình gần đây nhất thì em quen hơn một năm. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì em có những điểm không hợp nhau về tính cách, về ngoại hình và cả về những suy nghĩ định hướng về tương lai. Và em nhờ chị hỏi bạn bên cạnh một tí. Định hướng về tương lai sau này của bạn ấy á, là mình sẽ lập nghiệp tại đây hay là bạn về quê? Tại vì em nghe quê bạn ấy ở Hải Dương. Đúng rồi chị? Dạ.
Rồi, em trả lời câu hỏi của bạn gái ha. Bây giờ công việc của em là cứ đi làm. Và nếu như bạn gái á mà... Mà sao? Nói đi. Ủa sao Nhiên đang nói im luôn vậy? Nếu như mà hai người cảm thấy hợp nhau và yêu nhau thì nếu như bạn gái thích về làm nhân trạch cùng với em thì cũng được. Hoặc là em đi làm gần chỗ bạn cũng được. Có nghĩa là em lên, thí dụ em lên thành phố Hồ Chí Minh cũng được đúng không? Dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Đầu tiên là phải cao hơn em trước. Cao rồi, anh này cao lắm. Dạ, tác phong chỉnh chu trước. Cái nhìn đầu tiên của em rất là quan trọng. Tác phong, anh này gì cũng được, đẹp trai luôn, có cái gì cũng chậm thôi. Em thích một thích người phải có định hướng về tương lai. Có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Nói dối, cho dù em có quen và yêu anh ấy cỡ nào đi nữa thì khi nào em đã phát hiện là anh ấy đã lừa dối em ngay từ lúc ban đầu là em sẽ quyết định chia tay. Rồi, em cũng lắng nghe rồi ha, ngồi thẳng lên, ngồi thẳng lên cho nó hoài phong lịch lãm về cái định hướng cho cuộc sống trong tương lai. Định hướng mình sẽ làm một cái công việc nào đó ổn định và sẽ phát triển cái tay nghề của mình lên. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hiền lành, thật thà, dễ thương. Ngoại hình thì bạn ấy trông cao cao một chút được mà không cần cao quá. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn gái trang điểm quá lè lẹt. Ok thì chị thấy mọi thứ ok, ngoại hình là được hết rồi đó. Phải vì bên đàn gái hấp hồn đàn trai làm quá, ta ít có va chạm cuộc sống đúng không? Em cứ cười, mọi thứ để anh lo. Rồi. Em chào anh gái. Dạ chào anh ạ. Người ta cần cái điều thế này nè, chung thủy, thật thà, hiền hậu, tất cả đều có ở anh này hết. Để chọn một người chồng, anh nghĩ rằng chọn anh này là tốt. Bởi vì á, nếu người vợ mà năng động, người vợ mà nhanh nhạy á, thì em đã có rồi. Nãy giờ anh đoán em là cô gái rất là bản lĩnh. Nếu như mà có một sự hỗ trợ của em nữa thì anh nghĩ anh này sẽ rất là ok. Em thấy anh nói vậy được không? Theo cái lộ trình của anh Linh nói thì em thấy quá là tốt. Anh sẽ kèm cặp anh ấy được không? Dạ như vậy thì quá là ok anh. Ok. Thời buổi này khiến người nhát gái khó lắm. Giờ còn có hai người thôi, anh ấy và anh. Trời ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nha. Coi như hôm nay là người thân của các bạn có ý kiến như thế nào. Dạ. Em đi với ai? Ngày hôm nay thì em đến với lại những người bạn của em và em gái ạ. Dạ con xin chào cô Linh và lộn. Cô chào con. Cô Tường và chú Linh ạ. Con tên là Hảo, là em gái của chị Thuyền. Con rất mong muốn là chị có một cái anh nào đó yêu thương chị. Còn anh này á thì anh nói chuyện cũng lịch sự, dễ thương. Mà anh chậm quá à. Dạ, từ nãy giờ anh nghe là chị hai em chia sẻ đó, là anh cảm giác như thế nào à? Dạ em hỏi anh á. Anh nghe mà, anh đang suy nghĩ chút. Thấy chị của em trước tiên là cái giọng cũng dễ thương. Anh rất là thích con gái mà giọng dễ thương. Dễ thương vậy chắc thì cái tính cũng hiền lành. Chắc... Dạ. Nếu anh trả lời phụ được không? Dạ mời em mời anh Linh. Em mời anh Linh. Trời ơi, dạ. Mời luôn hả? Ví dụ mà nếu hợp mà anh muốn tiến tới với chị em á là em nghĩ là anh nên nhanh nhanh với lại cái gì cũng nhanh nhanh hơn một xíu với chị em, không thích chậm. Dạ. Về chị em với em sẽ hỗ trợ anh. Dạ em cũng thuộc dạng là cũng năng động, cũng nói chuyện nhiều cái vậy. Em cứ nói nhiều, từ từ anh sẽ nói nhiều thôi. Dạ con cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Hôm nay mình đi với ai cưng? Em đi với mẹ, em gái và cậu với mợ. Dạ. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Tôi xin chào ông Mai bà Mối, đó là chú Quyền Linh. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả có mặt trong trường quay ạ. Dạ. Chào hai cô. Tôi là mẹ của cháu Huệ. Theo như tôi nhận xét thì cháu gái bên này rất là dễ thương. Tôi nhìn là hợp rồi đấy. Mẹ cũng mong cho hai con ý cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau rồi tiến tới xa hơn. Mà tới được hôn nhân thì càng tốt. Thấy chưa? Tôi mong cho con gái này sẽ về nhà bác chơi cho biết nhà biết cửa đó. Trước là sau quen bác xin cảm ơn các con. Trời cho em gái mẹ dễ thương quá. Mẹ như thế sao mẹ con như thế nói chậm quá vậy? Bây giờ nghe em nè, em nói thử coi sao. Dạ chị ơi, anh em tuy hơi chậm á nhưng mà anh em là một người rất là tình cảm và biết quan tâm mọi người, thì em hy vọng với là chị có thể nhận ra được cái điểm này mà những cái bạn gái khác hoặc những cô gái khác mà có từng gặp anh em á thì không có phát hiện ra. Cảm ơn gia đình, quá tuyệt vời.
Rồi bây giờ sẽ kéo rèm lên cho hai bạn. Chị, em muốn hỏi sao? Anh một hỏi câu gì? Nữa. Em muốn biết là anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào, có nghĩa là tóc dài hay tóc ngắn? Về ngoại hình á. Anh thì anh thích bạn gái tóc đen và dài. Có thể để cái mái ngố bằng 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 rất là dễ thương. Tóc bên kia hồi đó có đen. Nhìn đi sẽ có cảm hứng. Mở rau. Có gì mà bí là ngoắc ra liền nha. Có gì anh nhào vô liền luôn. Anh luôn luôn bên cạnh em, yên tâm. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Bên kia một cô gái rất là năng động. Đó. Hôm nay đến với chương trình thì anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Con gấu nữa em. Chúc em luôn vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn ghê ha. Hai đứa đứng so kế bên nhau. Nắm tay nhau cái đi em để truyền một cái chút. Hợp không quý vị, hợp không? Quá hợp. Thôi, này đẻ con chắc cao lắm ta. Mà thường mấy người cao đẻ con lùn lắm. Gì vậy trời ạ? Cái nhìn đầu tiên về em á, anh có cảm nhận gì về em à? Thì anh thấy em rất là dễ thương. Tóc tai sao? Xinh đẹp, xinh đẹp. Dạ xinh, xinh đẹp. Em thì tóc màu vàng. Ví dụ như hình mẫu lúc nãy của anh thì tóc đen. Và khi anh gặp em thì anh có thay đổi cái hình tượng của anh lúc ban đầu hay không? Có. Thật sự là bây giờ em cũng khá là run. Em muốn mời anh chơi cùng em một trò chơi được hay không? Được. Trò chơi này đơn giản lắm. Mình thoải mái đi, anh tự tin lên. Em hiền lắm, em không có gì mà... Anh vậy, anh rất là tự tin. Chỉ có điều hơi chậm một chút. Trò chơi em đưa ra là em muốn thử cái tài phán đoán về trí nhớ của anh thôi. Trong vòng mà một phút, anh đọc tên, ví dụ như là 10 con vật bắt đầu bằng chữ C hoặc là chữ CH. Nếu như mà anh trả lời trong vòng một phút được 10 con tên con vật như vậy như em yêu cầu ra, thì anh có thể đưa ra một yêu cầu cho em, có nghĩa là một hình phạt dành cho em. Còn nếu như trong trường hợp anh đưa ra không đúng hoặc là không đầy đủ thì em sẽ là người đưa ra hình phạt cho anh. Tại vì giờ em run, em khá là run khi gặp anh. Một phút nói 10 con hả? Dạ đúng rồi. Rồi anh chấp nhận. Rồi chơi. Ráng lên, cố lên nào. 10 con vật bắt đầu bằng chữ C hoặc chữ chờ. Một phút bắt đầu. Rồi anh kể đi. Con chó. Con cún. Con tròn. Con chim. Con chuột. Con cá. Con cua. Con cò. Con công. Con cào cào. Thôi đủ rồi, 10 con rồi. Hay quá, không có trùng gì hết trơn. Chậm mà chắc thiệt, được, được. Sợ rồi, nó nói cái con liền khác em. Mà mệt phạt nữa. Phạt bạn gái liền cho chị, phạt cái gì? Mới nhận được quyền trợ giúp của người thân là muốn em không muốn anh nhận quyền trợ giúp của người thân. Tại vì mẫu người bạn trai em thích á, là một mẫu người đàn ông trưởng thành. Tự quyết định. Em chắc chứ. Thì anh cứ anh cứ đưa ra một hình phạt nào em cảm thấy ok thì em sẽ đồng ý. Rồi thì anh sẽ phạt em là hát một bài mà có chữ bắt đầu bằng chữ T. Sau đây em xin hát một đoạn ngắn thì bắt đầu bằng chữ T. Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê. Tìm một người đến nỗi rơi lệ. Dạ em xin hát ạ. Anh thì đang ở Đồng Nai, em làm việc tại quận 1. Nếu như mình có cơ hội bấm nút và tìm hiểu nhau thì thời hẹn hò cái thời gian của mình sẽ như thế nào ạ? Công việc của anh thì một tháng được nghỉ 4 ngày chủ nhật. Vậy là một tháng mình chỉ gặp nhau 4 lần thôi đúng không ạ? Anh đang nói ngày chủ nhật em. À rồi anh nói tiếp đi ạ. Tức là anh có thể gặp em được 2 ngày trọn vẹn. Và có thể nhiều hơn nữa là những buổi tối mà anh rảnh á, thì anh có thể lên thăm em vào những buổi tối. Nếu như em bấm nút và em muốn anh chuyển công việc lên Sài Gòn ở thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào? Thì nếu như cái đó thì phải cần có thời gian em. Quen nhau một thời gian và tình cảm lớn dần thì anh sẽ chuyển lên. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Em có thích đi du lịch không? Đó là một sở thích của em. Nói chung là em rất là thích đi du lịch cùng với gia đình của em. Em có thích muốn đi du lịch mà mình xa xa chút không? Xa xa là trong nước hay ngoài nước à? Trong nước thôi. Trong nước thì em cũng đi được khá là nhiều rồi.
Thì nếu như mà mình có cơ hội tìm hiểu thì em cũng nói chung là sau này thì em cũng muốn là anh cùng với gia đình của em du lịch cùng với gia đình của em. Anh muốn mời em du lịch đến một nơi rất là ấm áp và rộn rã tiếng cười. Và em muốn mời cả gia đình của em luôn dịp Tết này đến du lịch tại nhà của anh. Thì em có đồng ý không? Em... cho em thời gian suy nghĩ. Tại vì nếu như mình quyết định bấm nút hẹn hò với nhau thì đó là điều đương nhiên rồi. Tại vì mình tìm hiểu và gia đình hai bên cũng phải tìm hiểu nhau nữa. Dạ. Trên con đường mà đi đến tình yêu á thì có thể sẽ trải đầy hoa hồng, nhưng mà hoa hồng nào thì chẳng có gai, mà tình yêu nào chẳng có chông gai trở ngại. Thì anh hy vọng là chúng ta nếu mà yêu nhau thì sẽ hiểu nhau, quan tâm nhau, đôi chân cùng đi, con tim hòa chung một nhịp đập, mắt cùng nhìn về một hướng để đạp nát hết những bông gai đó, và chỉ còn lại trên con đường tình yêu là những lá hoa hồng thơm ngát hương thơm. Chậm nhưng rất chắc nha em. Rồi, bây giờ hát một câu gì đó tặng bạn gái đi nào. Hát lớn lên, bắt đầu. Con tàu Việt Nam, con tàu Việt Nam đi khắp bốn mùa xuân, qua đèo hải vân mây bay đỉnh núi. Đã thương nhau, anh chờ em tới, là thương nhau. Mấy sông anh cũng lội, là yêu nhau. Mây núi anh cũng trèo. Ai... Rồi. Mạnh mẽ vậy. Quá đó. Quá xuất sắc. Kệ đó, tới đâu thì tới đó. Rồi, chuẩn bị. Thật sự nếu chúng ta có rung động, chúng ta thấy hợp, chúng ta thấy có thể tiến xa hơn nữa, có thể yêu nhau, thì chúng ta hãy bấm nút. Nào, rồi. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời bạn. Nãy giờ mình chê chàng trai chậm, mà sao tới cái lúc bấm nút thì em lại chậm? Lúc đó em cũng hơi lưỡng lự một tí. Lưỡng lự điều gì? Bạn ấy chỉ hợp với em trên 50% thôi. Cá tính một tí nữa, năng động phải hơn. Năng động một tí nữa. Nhưng mà anh này thì hơi chậm, nhưng mà em muốn cho mình một cơ hội và cho anh ấy một cơ hội. Thôi, cố gắng lên nha. Có cái này mất kia không ai hoàn thiện hết. Nắm tay. Rồi. Không lẽ tôi chỉ nữa, nhào vô. Trời ơi, làm gì cũng gồng gồng vậy. Sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái, nhà trai chỉ cách có cái hàng rào thôi. Hai bên nói lớn lên để mình cảm nhận từ ngay lúc này nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào bạn chơi. Em xin giới thiệu là em là Lương Văn Hoàng, quê ở Hà Tĩnh. Và em đến đây tham gia chương trình này. Hồi học quá. Lương gì? Em là Lương Văn Hoàng. Lương Văn Hoàng, dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 tuổi. 24, hiện nay làm việc ở đâu? Em làm việc hiện tại bây giờ đang ở An Tây. An Tây, Bến Cát, Bình Dương. À, làm Bình Dương, làm công việc gì? Em là nhân viên kỹ thuật điều hành máy. Máy để sản xuất ra giấy. À, máy sản xuất ra giấy. Mời nhà gái. Bên nhà gái mình giới thiệu lớn lên cơ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn. Và chào bạn Hoàng bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Mai, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại em đang kinh doanh chuỗi cà phê sạch, và bên cạnh đó em còn kinh doanh online nữa. Năm nay cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ, năm nay con 24 ạ. Hoàng có ưu điểm, khuyết điểm gì? Con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc, hay giúp đỡ bạn bè anh em. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Nếp sống sạch sẽ ngăn nắp phải không? Dạ. Được. Rồi có những khuyết điểm gì? Có thể là trong công việc, người đó có thể lớn tuổi hơn con. Biết cái này con chỉ cho họ, nhưng mà con hơi nóng tính tí. Nhưng mà là sau họ đúng không? Dạ,
không phải là la, nhưng mà chỉ mà trên đôi lúc là hơi to tiếng thôi. To tiếng. Sau lúc đó là bình thường. Đối với người lớn tuổi con lo to tiếng họ. Dạ không. Đau khổ to, lắm. To là chỉ to 1-2 tuổi thôi. À, chứ to như chú mà con lớn tiếng chú buồn khóc luôn. Chú Quyền Linh là người con hâm mộ nhất rồi mà. Ôi giời, cảm ơn con. Làm chú tổn thương. Rồi còn Mai, bên đây con nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi con. Dạ. À, điểm mạnh của con là rất là thích hát, nhưng mà mặc dù hát không có hay. Biết nấu ăn nhưng mà chút chút thôi. Còn điểm yếu thì rất là nhiều luôn. Đôi khi cũng hay nóng tính nhưng mà cũng rất là nhanh nguội luôn. Đi đường là rất hay bị quên đường luôn. Và rất thích đi du lịch nhưng mà bị sai xe nên là chưa được đi du lịch đâu hết. Rồi nhà trai, mình có mấy mối tình rồi? Em trải qua chỉ một mối tình kéo dài 3 năm mà. 3 năm là dài rồi đó. Nhưng mà sao 3 năm rồi mình chia tay vậy? Có thể là vướng mắc về phía gia đình. Mình không thuyết phục gia đình hả? Hay là tình yêu dạ chưa vậy. Đủ lớn? Dạ chắc cũng một phần vậy, với có thể rằng là yêu xa hoặc là khoảng cách về thời gian. Xa là xa không? À, xa tầm khoảng tầm 100 cây à. Trời ơi, 100 cây gần quá. Còn rồi. Con thì sao nè? Dạ con thì trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên. Thích thì mình cứ quen thôi. Dạ, đúng rồi. Bỏ qua đi. Dạ. Mối tình tiếp theo nè. Dạ, mối tình tiếp theo là trong lúc mà con đi giao cà phê thì có gặp một anh. Thì anh ấy cũng chủ động nhắn tin thì hẹn gặp, nhưng mà khoảng thời gian đó thì cả hai đứa đều vì áp lực của công việc á, nên khoảng cách nó cũng xa hơn và anh ấy cũng làm ở xa nên là chỉ dừng lại mất tình bạn thôi. Do vậy là cái mối tình của tụi con là phơn phớt thôi đúng không? Dạ, phơn phớt bụi phấn thôi gì? Dạ. Rồi vậy giờ cô muốn biết là cái tiêu chuẩn mà người yêu của con là như thế nào để cô coi bên nhà trai họ có đáp ứng được không nha. Dạ, tiêu chuẩn thì khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt con thích có nụ cười đẹp. Dạ. Chào con. Rất ưa nhìn, nụ cười rất đẹp. Nhìn đó con, cười có nụ cười rất đẹp. Đó. Được rồi đó con, cô thấy được rồi đó. Dạ, cao thì hơi con một xíu là được rồi. Con cao nhiêu? Con cao 1m65. Rồi xong. Dạ. Quá được luôn, nói gì nữa nè. À, phải gọn gàng sạch sẽ. Con có gọn gàng sạch sẽ không? Hồi nãy con có nói rồi dạ, đúng không? Nói rồi. Đó là ưu điểm của đó con. Đó là ưu điểm của con. Dạ, ưu điểm con ơi. Mặc áo ủi lăng o luôn thấy không? Không hút thuốc. Nhậu thì lâu lâu thôi chứ không có nhậu mà quá. Con có vậy không? Con có thể uống bia. Và uống rượu. Nhưng mà con có lầy không? Con không lầy. Không lầy đúng không? Biết điểm dừng đúng không con? Dạ. Mà dường như là hai đứa tụi con có cái khuôn mặt phu thê sao? Wow. Thiệt, cái đó cô nói thiệt. Giờ giúp Nguyễn lên ạ. Mặt rất là nét. Phu thê không? Phu thê dễ đồng sợ đà. Ừ. Mặt dễ nhớ lắm. Dạ, cảm ơn. Ta gọi là gương mặt điện ảnh đó. Dạ. Dán tóc lên cho nó sáng cái mặt chút xíu. Đó. Lấy cười tươi như thế. Theo con thì người mà cùng đi với con suốt cuộc đời là người như thế nào? Theo con thì đó là chỉ cần một người cao đến 1m50 trở lên là được rồi. Dư xăng. Dư đúng không con? Dạ. Dư. Có thể rằng là quan tâm và chia sẻ cùng con. Sao con? Cái này phải hỏi con. Dạ. Con cũng cần một người đàn ông vậy quan tâm phụ nữ quan tâm lại thôi. Mình giống như cái gương vậy đó, mình cứ quan tâm người ta chắc chắn quan tâm lại thôi, đúng không? Dạ. Giờ Vân nghĩ là chắc phải hỏi người thân. Đúng rồi, hỏi cái người thân đi. Ừ. Con đi với ai? Dạ con đi với anh trai ạ, anh Phong. Anh trai. Anh trai đâu? À. Rồi. Trời hot boy ghê chưa? Cứ nhìn anh ra em nha con. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Mà bạn cùng chơi và tất cả các vị khán giả. Con là anh trai ruột của Mai. Mai thì sống tình cảm. Còn đôi lúc thì Mai hơi kỹ tính một xíu. Mình nhận xét bạn trai là hiền, thật thà. Và cái ngoại hình thì rất là ưa nhìn. Cũng mong muốn là Mai với bạn trai mình cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Hết. Hoàng đi với ai? Em đi với bà ông anh đồng nghiệp. Dạ, em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào hai MC. Dạ, chào bạn cùng chơi. Em là anh làm chung với Hoàng. Hoàng thì đi làm công việc thì rất là vui vẻ, năng động, chịu khó giúp đỡ anh em. Anh đi theo em đến đây thì anh chẳng có gì hơn, anh chỉ có muốn em là bấm chuông nhanh nhanh đó. Bấm chuông nhanh nhanh đó phải không? Em có một cái cảm nhận gì về bạn nữ bên này? Anh thì thấy đẹp gái em ơi. Anh đẹp thật gái. Thà quá à. Được anh rồi. Thật thà còn hơn bạn Hoàng nữa. Rồi bây giờ thì thôi để hai trẻ gặp mặt đi nha bà mối nha. Cảm ơn bà mối đó, giới thiệu đàn gái quá dễ thương. Tôi cũng cảm ơn ông mối giới thiệu đàn trai quá đáng yêu. Rồi nghe. Vậy chúng ta mở rào.
đầu đi Hoàng. Chào em. Tấn công liền. Đứng lên căng, đứng lên. Chào em. Anh đến đây có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Là một cây son ạ. Ồ, cái màu này con thích không Mai? Dạ con rất thích ạ. Em không thích thì cố gắng thích nhé. Dạ. Lần sau về anh có thể mua cho em nhiều hơn. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em nhé. Anh có thể mở ra xem không ạ? Wow. Dạ. Như anh đã biết á, là em kinh doanh chuỗi cà phê sạch, cho nên á, là em rất trân trọng và rất là có tình yêu mãnh liệt vào cà phê. Nên là em tặng anh một hộp quà này có hình em. Và em hy vọng là anh sẽ gắn cái hình anh trên này. Và em hy vọng là cái tình yêu của em dành cho anh nó mãnh liệt như là tình yêu của em dành cho cà phê ạ. Quá trời của đất ơi. Anh xin cảm ơn. Nghe cho nó phê hơn cà phê luôn á. Nghe Hoàng thật nó tê người luôn rồi, Hoàng là bây giờ á khẩu luôn rồi đó. Con là bây giờ con sẽ đứng ngồi ở đây luôn đấy. Vậy em có cảm nhận khi lần đầu gặp anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là ưa nhìn. Con được cười cũng đẹp mà. Nói chung là cũng giống như mọi người của em. Còn về anh ạ, nhận xét em như thế nào? À, em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Sao nó khen nhau ngọt dữ vậy trời. Dạ, em hỏi anh một xíu là anh có thích uống cà phê không ạ? Anh thì thích vừa uống cà phê vừa uống cả em luôn. Như vậy về với em thì em sẽ pha cho anh một ly cà phê thiệt là ngon vào mỗi buổi sáng ạ. Hôm nay em đến chương trình này thì em cũng rất là thích hát luôn, nhưng mà mặc dù là hát không có được hay, nên em sẽ gửi đến anh Hoàng cũng như là cô Hồng Vân, chú Quyền Linh cùng tất cả mọi người đây một ca khúc được mang tên Nếu Được Chọn Lựa. Nếu được chọn lựa. Dạ. Hoàng đứng lên đứng kế bên Mai đi. Đó. Vậy có thể cho anh nắm tay em cho hay nó quá bớt rung đó. Chủ động được hết Hoàng à. Dạ, em xin bắt đầu ạ. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, thì tình yêu chúng em sẽ mãi không bao giờ phai. Em xin hết ạ. Và đến với nhà gái thì con xin phép chú Quyền Linh, con cũng hát chỉ cần một đoạn thôi. Sao khóc được? Con sẽ hát bài dành cho em. Dạ. Tự nhiên con sẽ hát bài dành cho anh là sao? Không, anh sẽ hát bài dành cho em. Anh sẽ tập trung hát bài vào dành cho đi, em. Đừng tập trung bên đây nữa. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hờn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên nhau, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu anh trao em khiến em thay đổi, bình yên trong em thức giấc nhớ em, viết lên bao câu chuyện. Con xin hết ạ. Em cảm thấy thế nào? Dạ em cảm thấy rất là rồi, rất ấm. Hai đứa về ghế đi, ngồi nào. Hai đứa này là tối nay nó rủ nhau đi karaoke chắc luôn nè. Vậy theo em về quan điểm về một người chồng của em tương lai như thế nào? Dạ thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ. Thứ hai là nói chung là phải nghiêng về gia đình nhiều hơn. Sau giờ làm việc thì phải về nhà cùng nhau nấu cơm. Anh cũng vậy, anh thích rằng là mỗi buổi chiều cho dù em đi làm về đúng không? Anh đi làm về có thể buổi chiều về nhà ăn cơm. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Còn đối với em thì tầm 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh trong vòng sang năm sau thì như thế nào? Xem thử cái tình cảm của hai đứa có đủ lớn hay không. Công việc cũng như là cái kinh tế nó ổn thì mình sẽ tiến thôi. Và mỗi ngày hy sinh vì nhau một chút thôi, dành tình cảm cho nhau như vậy là quá tốt rồi. Dạ. Mình tưởng tượng 2-3 năm nữa mình tiến tới hôn nhân đi, rồi quan điểm về con trai con gái như thế nào trao đổi luôn đi. Tiền về ai giữ? Tiền thì em giữ thì ok. Tiền là em giữ đúng không? Dạ đúng rồi. Còn con anh giữ hả? Con em cũng giữ luôn đúng không? Nếu mà cả hai cùng giữ. Tiền là em giữ thì con em cũng phải giữ luôn. Không nói vậy nhưng mọi việc đều có thể sắp xếp và chia sẻ cùng nhau được. Dạ. Giờ tính sanh mấy đứa nè.
Dạ, theo em thì một gái một trai. Ồ, được như vậy thì ai cũng vui mừng rồi. Anh, em hỏi xíu, anh có thích ăn hải sản không ạ? Dạ, em thì không ăn được ốc, tại vì em ăn vô thể sẽ bị ói. Vậy là trừ ốc ra đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy thì anh sẽ mua hàu được không? Dạ không ạ, hàu, ốc, hến, nghêu, sò. Hai đứa ấy, nói với nhau một câu gì đó tận đáy lòng của mình, nói về người đối diện, nói gì về những cái gì mà mình mong muốn mình nói hết trong ngày hôm nay nha. 30 giây suy nghĩ rồi bắt đầu chúng ta nói. Bây giờ gặp một người xinh đẹp như em thì anh cũng không biết nói gì hết, ngoài sự chân thành của anh, ngoài sự đảm bảo yêu thương và trao đến cho một người thì anh đủ can đảm để lo cho em điều đó. Thì em rất là thích anh về ngoại hình cũng như là cách trò chuyện của anh. Cũng mong là hai chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau đó sẽ tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Hết thời gian. Hãy để tay nước bấm và chúng ta kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. 3, 2, 1. Thời gian. Bấm cùng một lúc luôn. Bấm đó. Bấm hết luôn. Chúc mừng. Rất hợp lý. Tình với tem được. Rất hợp tình, rất hợp với lẽ trời. À, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời mà chú Linh nghĩ rằng là hai con đã chọn đúng thời điểm đó. Thôi bây giờ Hoàng nè, Hoàng hãy hướng về ống kính. Ở đó ba mẹ và gia đình của Mai đang xem. Hoàng hãy xin thưa và gia đình hãy cho phép tụi con hẹn hò với nhau và tìm hiểu rồi tiếp tới con làm cái gì đó, nói đi. Con xin chào bố mẹ của Mai. Con là Hoàng. Nếu như ba mẹ cho chúng con tạo điều kiện giúp đỡ, như là nguồn động lực để cho hai con tiến tới một tình yêu đẹp đẽ và có một kết thúc có hậu, em xin phép anh trai cho em thơm lên thơm lên mái tóc của em được không? Vậy anh trai có nguyện cho em không? Tức là cho em hôn má của em Mai thôi. Em có thể nhắm mắt lại giùm em được không? Giùm anh. Như vậy thôi. Cứ hạnh phúc nha. Chờ Mai đi trước mình đi sau. Để bảo vệ em gái bé nhỏ. Mối tình thứ hai thì do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình không biết là mình có chân thật không á, nên chia tay cô ấy. Ủa lần sau thôi nữa em. Xin mời gia đình nhà gái. Ủa Linh, về. Về. Phải mời nhà trai. Chào ông trai. Chào chị Hồng Vân ạ. Và bạn nữ còn kế bên. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Đoàn Nhâm Phúc. Năm nay em 32 tuổi, sinh ra Bản Lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên Ủy ban nhân phường 15 quận 5. Là quận bên tôi đó Linh ơi. Đúng dạ. Rồi đó. Nha, đó, đây đúng quận đi. Rồi, đúng phường luôn rồi. Tôi giống đổi chỗ không? Rồi, cưng giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Trúc Phương, em 27 tuổi, đến từ Bến Tre và hiện tại thì em đang là nhân viên phòng thí nghiệm tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vậy hả? Tức là cưng làm ở Củ Chi hả? Dạ em làm trong khu du lịch Một Thắng Việt Nam ở Củ Chi ạ. Ồ, trời hôm nay cỡ nào tôi cũng phải gả nhà gái cho bên nhà trai nè. Rồi, em trai. Em là làm ở phường, em làm cụ thể làm gì? Dạ, công việc ở phường em làm văn phòng thống kê ạ. À. Là thống kê mấy cái sân khấu mà bán vé này kia đó. Dạ. Dạ không ạ. À. Em là thống kê là em tổng hợp số liệu như điều tra kinh tế hay điều tra dân số hay là những số liệu về bán vé giả với đồ đó. Dạ không ạ. À. Rồi là em có công tác thêm thu thuế đất thêm cho phường thôi. Dạ. À. Rồi có liên quan gì tới sân khấu và bãi xe gì không? Dạ thì ở công tác ở phường thì nó sẽ có thêm một số, ví dụ như là mình cũng chạy một hội nghị á. À. Thì em có thể hỗ trợ thêm chạy chương trình hay là em MC á. Rồi hay quá, vậy là có không vậy? Nhờ rồi đó. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ về điểm mạnh thì tính tình của em dễ chịu, vui vẻ, cũng hòa đồng, hay giúp đỡ bạn nữ.
trong phường. Hay giúp đỡ bạn nữ ở trong phường hả? Dạ, bạn nữ nam sao nữ. Sao kỳ vậy? Dạ, như là như trong phường á thì đôi khi một số bạn nữ sẽ có công việc như phiên gác hay này kia á thì đúng rồi, nhưng bình thường thôi. Dạ. À, tức là mình nghi ngờ chỉ biết nữa. Không, mình xài chữ là mình ga lăng với đúng phái rồi, nữ. Đúng rồi, ga lăng vậy đó. Ông Lê Tuấn Anh ông ga lăng kinh khủng lắm. Đừng có đốt nhà ông nội. Dạ. Có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu thì tính em cũng gục ghè với đám đông. Còn em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Ừ, dạ, thưa chị thì điểm mạnh của em á là em là người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm mọi người. Em thích nấu ăn và cũng có một chút xíu năng khiếu về nghệ thuật như là vẽ hay là hát. Còn về điểm yếu thì em là một người khá là nhạy cảm. Với lại là em rất là dở những cái môn thể thao á chị. Ừ, thực ra nhạy cảm mới làm nghệ thuật được. Rồi. Nhưng mà nhạy cảm có nhiều vấn đề. Bạn trai có đường tình duyên thế nào? Dạ, thì đến nay 32 tuổi em được trải qua hai mối tình. Thì một mối tình gọi là tình đơn phương thôi. Thì em cũng thích một cô thì cũng được khoảng 3 năm. Thì nhưng mà nhiều khi em cũng cố gắng. Nhưng mà đôi khi là do quan điểm của khác biệt á. Em thích sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Thì cô ấy thích sự ồn ào. Nên đôi khi không thể nào đến được với nhau. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì đúng do cô ấy cũng đồng ý sớm á, nên khi mà tìm hiểu á, em sợ trong khi tình yêu mình không biết là mình có chân thật không á, nên chia tay cô ấy. Ủa lần sau rồi em đi mấy năm? Dạ, đại loại như vậy nè. Để tôi phải cứu bồ, tôi cứu bồ phường tôi mới được. Dạ. Ừ. Giống như là cô ấy đến với nhau rất là nhanh. Em sợ tình yêu đó không chân thật cho lắm. Đó, nên em chủ động nhắn tin chia tay cô ấy. Đó. Dạ. Em đã chia tay người đó bao lâu rồi? Dạ, khoảng được 2 năm hơn ạ. 2 năm hơn, từ đó đây em chưa quen một người nào nữa hả? Dạ, trắc nghiệp ha, dạ, trắc nghiệp ha, dạ. Trắc nghiệp á đúng không? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay là giải mã được nha. Dạ. Để okay. Anh qua anh hỏi bên kia dạ, coi. Dạ. Nếu người ta đồng ý liền là khoan nha. Từ từ, phải sau tháng mới được. Chào em gái dễ thương, cái đường tình duyên của em sao? À, dạ thì em chỉ trải qua một mối tình thôi mà nó cũng kết thúc cách đây hơn 8 năm rồi ạ. Dạ, và trong khoảng 8 năm đó thì 8 năm sau này thì em cũng có thích một vài bạn nhưng mà không có tiến tới ạ. Ngại hay sao? Dạ, tại vì em cũng có tỏ tình á anh, nhưng mà bị từ chối. Anh tỏ tình luôn hả? Dạ. Nào kỳ lạ trời, ta dễ thương gì mà từ chối à, thiệt tình luôn. Dạ, hôm nay em lên đây thì em nghĩ rằng cái người bạn bên đây á sẽ là, em thử tưởng tượng coi bạn có giống như cái điều mà em nghĩ không. Em thích một người con gái là dịu dàng, dễ thương, hiền lành, cùng em san sẻ công việc gia đình. Quan điểm của em là thì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đàn ông rửa bát, nàng mà nấu cơm. Dạ. Rồi nhưng mà rồi ngoại hình thì sao nè? Thấp hơn em chút xíu cũng được. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, em mét 64. Em mét 64, em mét nhiêu cưng? Dạ, em mét 61. Có mẫu hình lý tưởng nào nói cho dễ hiểu đi. Ừ. Một cái người nào mà em có thể nghĩ tới á. Ừ, em thích ai? Dạ. Mi. Hả? Mi gì? Mi du. À, Mi du. Dạ. Mi du. Thích dạ. Một người giống nói Mi du. Nói cho nó rõ nha. Dạ. Thích mà ngại không chịu nói là sao? Ngại. Em nói Mi du mà em lên tông là mệt lắm. Dạ. Nói chứ cưng dễ thương lắm á. Được rồi. Còn em sao? Dạ, về mẫu người lý tưởng của em á, thì về ngoại hình á, sẽ có hai cái kiểu người mà làm cho em thu hút. Thứ nhất á là cái người mặt hiền mà hay cười. Còn thứ hai là hiền cái người mặt cười. Lạnh lùng giống như kiểu mà cầu thủ Lương Xuân Trường ấy. Dạ. À đây, đây là mẫu hình lý tưởng. Nhưng mà đây là cái tuyếp người lạnh lùng. Nhưng mà bạn lại nói là cái tuyếp người trên là nhìn vô mặt dễ thương hay cười. Đó thì em là tuyếp thứ nhất á. Em trai đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với lại sếp và mấy cô là mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dễ thương ghê, dễ gây ấn tượng lắm á. Thưa chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, hôm nay thì là thủ trưởng của bạn Phúc. Bạn Phúc thì ở trong đơn vị thì hết sức là hiền lành, chất phác, làm việc rất là có tâm và đầy trách nhiệm. Thì bạn Phúc này thì ngày thất tịch đó, người ta ăn có một chén chè hà, để có bạn gái để bạn ăn. Mỗi năm bạn ăn một nồi chè mà 7 năm nay rồi. Chưa có bạn gái. Về bạn nữ bên đây thì chắc chắn là sẽ hợp với gu bạn Phúc. Bởi vì bạn nữ bên đây là tóc đen, rồi mái tóc ngang vai, nói năng nhỏ nhẹ, rất là dễ thương. Đến với chương trình hôm nay thì cũng là cái duyên. Thì thôi hai bạn tìm hiểu với nhau, rồi chúng ta có cái kết. Đó là do hai bạn quyết định. Cuối cùng thì cũng rất là cảm ơn chỗ chị Hồng Vân đã ủng hộ hết mình cho phường nhà. Cũng động viên bạn phường nhà cố lên. Dạ, đó, xin cố lên phường nhà, cố lên.
Rồi em nè, em đi với ai? Dạ em đi với em họ và các bạn đồng nghiệp ạ. À rồi, xin mời đại diện nhà gái. Chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Nói về bé Phương á, thì bé Phương nó rất là hiền, biết chia sẻ với mọi người, hòa đồng nữa, nấu ăn rất là ngon. Cái này thì khỏi chê. Còn bạn bên đây á, thì chị thấy á, hơi nhút nhát nhưng mà chắc hợp với em á. Nói chung là nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội. Mở rào đi. Qua đi. Tặng em ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi đây, đồ của mình đây. Dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn em. Rồi, mở ra coi lại đây cho xem ạ. Dạ đây là một bức tranh bằng giấy gió mà em tự vẽ. Em rất là thích cái loại giấy này tại vì nó làm hoàn toàn thủ công luôn và nó rất là để được rất là lâu, khoảng vài trăm năm lận. Nên em hy vọng rằng là nếu mà mình hôm nay mình có tiến tới được với nhau á thì mong là nó sẽ bền lâu giống như cái tờ giấy gió này ạ. Dạ, ở phía sau nó còn có một bí mật nữa thì anh. Đây là cái hình mẫu lý tưởng mà trước khi mà đi á em tự vẽ ra thôi. Anh xem thử coi giống anh được bao nhiêu phần trăm à. Trời ơi, giống dữ trời. Giống mà nha. Cái hình đeo kiến luôn nè. Sao giống quá vậy? Đúng không? Sao tự nhiên em lại nghĩ? Trời ơi. Giống y chang luôn á thiệt mà. Dạ dạ. Rồi đó, hai đứa cảm nhận về nhau đi. Dạ anh thấy em là người thế nào ạ? Anh thấy em người dễ thương, hiền lành, thích nấu ăn thì anh cũng thích nấu ăn là được rồi. Tại anh nấu ăn không giỏi lắm, anh chỉ biết rửa chén thôi. Tại hồi trước anh hay đi bộ đội á, nên mấy công việc rửa chén hay giặt đồ hay này kia thì anh biết. Vậy anh nghĩ như thế nào khi mà anh, nếu mà anh quen một người là con một á, tại vì em là con một trong gia đình á, thì em cũng có nhiều việc phải lo, thì anh có bận tâm gì không ạ? Không có gì hết, tại vì thật sự ra thì yêu nhau thì mình cùng nhau san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua thì lúc đó mới thấy là chân tình. Em có cảm nhận như thế nào về anh? Dạ đầu tiên là em thấy anh đang run á. Thì dạ, anh run thì anh hay nói chuyện với bạn nữ thì thường anh hay run lắm, nên lý do tại sao mà anh giờ vẫn còn ấy. Cho anh hỏi là em sống ở đâu ạ? Em hiện tại là đang sống tại Củ Chi ạ. Củ Chi thì có thể nếu mình tới nhau thì có thể cuối tuần thứ bảy nhật thì anh có thể xuống Củ Chi. Dạ thường á, tại vì em làm khu du lịch đó anh, cho nên là thường thì cuối tuần thì em sẽ làm và em chỉ được nghỉ ngày thứ hai thôi. Rồi xong. Không sao, thì lúc đó thì thật sự ra Sài Gòn mà từ quận 5 về Củ Chi cũng gần, không sao đâu. Thì một tiếng đồng hồ thôi thì có thể mình gặp nhau. Rồi vậy là được ha. Giờ mình bàn coi khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được em trai. Theo em thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân á? Dạ em thì em không có bị giới hạn về độ tuổi anh, tại vì kiểu em chỉ thấy khi nào thích hợp thì cưới thôi. Anh có gấp kết hôn không anh? Thật sự ra thì anh cũng 32 tuổi rồi. Nếu mà có thể nhanh thì anh cũng muốn nhanh chút xíu. Tại thật sự ra 32 tuổi cũng độ tuổi trưởng thành để lập gia đình rồi. Dạ nhanh là bao lâu anh? Có thể ví dụ như mình quen có thể 1 năm hay 2 năm có thể tìm hiểu cũng được. 5, 6 tháng gì gấp. Dạ. Tại vì em sợ bạn nữ nhiều khi con gái người ta sẽ khi mà yêu đương yêu một người thì người ta sẽ khó khăn hơn. Nếu mà gấp rút mà 6 tháng được không? Hỏi đi. 6 tháng là baby good lắm rồi. Thật sự em cũng thích lắm. Trời tại vì ở phường cũng nhiều người cũng nói là em lấy chồng lấy vợ đi. Để lâu quá. Xong rồi. Để mời mấy cô đi đám cưới nữa. Nên em cũng nếu được thì 6 tháng thì rất là very good. Lấy vợ được nha, đừng lấy chồng nha. Dạ. Dạ bị liệu ạ. Dạ. Rồi. Hồi hộp quá đúng không? Dạ. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái hát bài cho đổi hồi hộp nào. Dạ, em không biết ca mấy bạn gái ca hả? Dạ. Kiểu bước tới nắm tay bạn gái lên cho dạ, trao cảm xúc với nhau. Rồi bạn gái hát gì hát đó. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay. Đó bắt tay luôn. Nắm gì, tay, gì nắm Phúc? Dạ nắm tay vậy. Nắm sao kì? Dạ nắm tay vậy. Nắm tay. Nắm hai tay luôn coi, nắm tay bên kia nữa coi. Rồi coi tay bạn nắm rồi cái cảm giác sao? Hả? Cảm giác điện giật. Bạn gái có thể hát tặng cho bạn trai một bài. Em sẽ tặng anh một bài hát ạ. Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. Chiều nay không có anh em buồn như lớp xưa.
chiều nay góc phố cũng biết buồn, thơ bay cuối con đường, chiều nay không có mưa rơi em lần em. Rồi, hát hay quá. Cảm giác thế nào nói bằng gái biết. Đừng cứ buông tay ra, nắm tay cứ nắm tay thế. Em cảm giác thì thật sự là em rất là vui, thích. Thì giống như là sau này ví dụ như đám cưới thì giống như có bạn ca thì cũng được. Tại vì em thích đám cưới mà thay cho dâu chú rể cùng ca, xong ca lắm. Rồi thôi, thôi bấm luôn rồi. Em không có. Kể, kể. Sao? Em nói một câu gì đó thật ngọt ngào với cô gái đi. Để mình thuyết phục cô ấy sẽ bấm. Bởi vì giờ em bấm rồi đó. Tại sao em thấy ế trong khi anh đang ngồi kế bên? Ôi ơi. Rồi, bây giờ nè, mình quyết định nha, trong 3 tiếng đếm nè. 1 2 3 Thời gian. Em không bấm hả? Em bắt tay anh. Dạ, thì em rất là vui khi mà hôm nay thế này được gặp anh. Và anh thật sự là một người rất là tốt luôn. Nhưng mà chắc là do cái cảm giác trong em á, là chưa có đủ để mà em bấm nút. Thì hy vọng là mình vẫn có thể làm bạn. Biết đâu sau này có một ngày là mình có thể tiến tới một cái mối quan hệ tốt hơn, sau khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn. Hãy mở lòng ra, hãy đón nhận những điều mà chúng ta xem như là có cơ hội để chúng ta gặp đấy nha. Hãy suy nghĩ lại. Anh mong rằng hai đứa sẽ cố gắng kết nối nhiều hơn nữa. Cố gắng nha. Dạ dạ. Rồi thôi, mình tặng quà thôi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn tình cảm quý vị đã luôn luôn theo dõi bản muốn hẹn hò, ủng hộ các cặp đôi chúng tôi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình bản muốn hẹn hò xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.